Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc em hát chú tại thôn Kim Phương, xã Minh Tiến, huyện Phù Cử, học sinh lớp 10 của trường trung phổ thông Nguyễn Du, có hành vi sản xuất buôn bán pháo nổ. Công an huyện Phù Cử tiến hành xác minh và sau đó đối tượng tự nguyện giao nộp 21 vật hình trụ có nhiều kích thước khác nhau tổng khối lượng hơn 10 kg. Qua giám định sơ bộ xác định là pháo nổ, Hát khai nhận đã cùng một số bạn ở cùng xã đang là học sinh lớp 10 của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Phù Cử, đặt mua nguyên liệu và tự chế tạo sản xuất pháo tại nhà với mục đích bán cho người có nhu cầu. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để ngăn chặn tình trạng trên đòi hỏi lực lượng chức năng gia đình và nhà trường cần nâng cao hiệu quả giáo dục quản lý để tránh những hậu quả đáng tiếc liên quan đến pháo nổ có thể xảy ra